Em xin chào các bác nhá. Em tiếp tục có cái anten này các bác này. Bác nào mà chưa có anten thì có thể là tham khảo những cái mã này nhá. Đây anten hàng nội địa Nhật. Đây nhá, các bác nhá. Thì ví dụ như bác nào mà những cái dòng anten nó kẹp kẹp như này này thì các bác sẽ lấy cho em cái này về này. Đây này, mình kẹp vào đây nhá. Đây. Lấy hai cái dây mình kẹp vào đây. Đấy, thì nó là bắt FM, được chưa? AM FM bắt được hết. Và nếu như mà bác nào mà là cái dạng mà âm ly cắm, được chưa? Tức là nó sẽ có một cái rắc cắm bé bé này, một tròn ấy. Thì các bác sẽ dùng cho em cái dây này, hai cái này các bác xoắn nhỏ lại nhé, xoắn nhỏ lại xong các bác kẹp vào cái lỗ của nó là được, ok chưa? Đấy, vừa đẹp vừa thẩm mỹ mà lại bắt sóng tốt khỏe. Đấy, còn nếu như bác nào mà dạng cắm thì mình có thể là như cái giọng cắm này ít lắm, ít khi em thấy là không, nói chung là về FM nhá thì ít con cắm này lắm. Đấy, và gần như nó chỉ là AM thì mới cắm này thôi, còn FM thì các bác sẽ cắt cái đi này, cắt từ đây vứt cái đi, được chưa? Mình sẽ để cho em hai cái dây như thế này, sau đó mình xoắn lại, xoắn hai cái dây lại nhau. Được chưa? Sau đó mình sẽ cắm vào trong cái phần lỗ của nó thì nó là bắt FM. Được không ạ? Đấy thì nó bắt rất là khỏe và tín hiệu rất là ok luôn. Đó, và các bác nhìn nó đẹp không? Các bác trưng bày nhìn nó đẹp không? Nhìn nó sang đúng không? Đấy, nó hay hơn. Chứ nhiều khi em thấy nhiều bác là dùng cái dây điện với cả mấy cái gì kẹp kẹp vào ấy, nhìn trông nó buồn cười chết đi được. Mua bộ dàn cả tiền triệu mà lại tiếc cái anten có 100.000 thì hơi hơi bị buồn các bác ạ. Đấy, đây này. Nó gọn lắm các bác nhá. Nó chỉ rộng này, nó khoảng 12 thì là 12.13 này. Nó rộng khoảng 13, còn chiều cao nó này. Đấy, cao có 10 12.5 này. Đấy, cao 12.5 này. Rồi rộng này các bác nhìn này, rộng nó có 13 thôi. Đấy, nó gọn lắm. Nên là các bác mua cái này về xong mình để lên bộ dàn rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Bác nào dạng kẹp thì dùng kẹp, bác nào mà dạng cắm thì mình xoắn hai cái dây của nó lại cắm vào. Các bác biết rồi đúng không ạ? Tại sao người Nhật người ta lại phải làm găng ten như này? Bởi vì là các cái dây này nó không như giống như dây điện đâu. Dây điện Trần Phú nhá, các bác, nó là loại đồng đúng không? Thì những cái dây nó sẽ hay bị nhiễu sóng. Đấy, còn những cái dây như này nó người ta thiết kế riêng, cái độ dẫn điện của nó, mọi thứ nó sẽ được tính toán theo cái chỉ số để bắt sóng, nó không bị nhiễu, nó không bị sôi. Các bác ạ, thế nên là mình dùng những cái dây nó sướng lắm. Về các bác nhìn sẽ biết. Thế này. Đấy, nó không phải là dây đồng đâu, nó là một cái loại dây riêng để mình bắt sóng FM. Đấy, người Nhật người ta thừa sức để tạo ra những cái thiết bị bằng đồng để bắt sóng đúng không ạ? Nhưng mà người ta không, tại sao người ta không làm? Bởi vì là làm như cái đấy thì nó sẽ bị nhiễu sóng. Đấy, và bắt sóng nó không tốt. Thì thay vì như vậy, người ta sẽ làm bằng những cái dây như này thì tín hiệu nó bắt nó sẽ tốt và nó về mặt cái tính gì nhỉ? Cái gọi là cái tính về giá trị kinh tế thì nó cũng tiết kiệm hơn nhiều. Và nó đúng với cái chuyên môn của nó mà giá lại thành vừa rẻ. Mà lại gì ạ? Còn đẹp nữa, các bác nhìn đẹp không? Quá đẹp đúng không ạ? Đấy. Người Nhật người ta ưu tiên những cái đấy. Thứ nhất là giá rẻ, cái thứ hai là người ta bảo là gì? Ngon bổ rẻ thì là không bao giờ có ngon bổ rẻ đúng không ạ? Ngon bổ rẻ là đầu thiêu rồi. Nhưng mà ngon bổ hợp lý là ok, và những cái này thì em nghĩ là thuộc cái top gọi là ngon bổ hợp lý hơn. Bởi vì các bác nhìn không? Thiết kế là ưng mắt rồi nhá. Đây, thiết kế này quá đẹp rồi gì đúng không các bác? Đây, kê này đẹp quá gì đúng không ạ? Đây. Đặt này quá đẹp rồi, đúng không ạ? Thế mà về chất lượng thì bắt em khỏe. Đó, thì đấy là cái giá trị về chất lượng là tốt rồi đúng không? Đó, về một cái giá trị nữa nó là gì? Về kinh tế thì như cái này có bao nhiêu ạ? Có 150.000 một cái thôi. Đấy, có 150.000 một cái như thế này. Tội gì mà không chơi các bác, kinh tế không ạ? Quá kinh tế luôn. Các bác đi mua cả mấy trăm nghìn mà ở đây nó có bao nhiêu? Có 150.000, quá rẻ, tội gì không chơi đúng không ạ? Mà lại là gì, hàng gì? Hàng nội địa Nhật. Đấy, các bác dùng sướng không? Quá sướng. Thế tội gì mà không mua đúng không ạ? Vâng, thế thì mua luôn đi các bác nhá. Alo em số 0966594581 hoặc số 0979891682 nhá. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo của cửa hàng Nguyên Vũ Audio các bác nhá.